Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay của Tân là một câu chuyện à, tặng cho một bạn nhỏ bạn mới à, có công ăn chuyện làm. <laughs> bạn vô bạn nhắn Tân y chang vậy, em có công ăn chuyện làm rồi anh ơi, em vui quá. Thì bạn vui mình cũng vui. Năm nay bạn 18 tuổi. Thì bạn có một cái câu hỏi à, với Tân là tại sao anh lại thích chuyện ma mà anh không kể chuyện hài bởi vì bạn thấy tân cũng rất là hài thì <laughs> thật ra mà nói thì tân là một người hài hước trong cuộc sống của mình nhưng mà chuyện ma chuyện tâm linh là một trong những cái nhân duyên mà mỗi người, người ta có cái duyên người ta kể thì tân lại là người có cái duyên đó À, câu chuyện hôm nay là một câu chuyện à, Kết thúc à, tháng 9 Có thể ngày mai, ngày mốt Tân xin phép được nghỉ ngơi à, Để Tân dưỡng lại và mình tiếp tục Những câu chuyện trong tháng 10 Thì câu chuyện là một câu chuyện trải lòng của Tân thôi Mình nói về cái nhân duyên Chuyện tâm linh à, Tân không biết từ khi nào Mà Tân rất là thích coi phim ma Tân coi phim ma đến mức mà Tân không biết là có ai giống mình hay không Tân coi từ khi mà còn những cái cuốn băng là tân đã đi khắp các cái tiệm mướn mướn băng đó để mà tân sưu tầm thì thời điểm đó là tân đã có những cái nhận thức căn bản về tâm linh à, trong phim ảnh nhưng mà mình không phải là dân làm phim đó mình còn nhỏ lắm rồi sau đó là lên tới những cái à, đĩa rồi dần dần bắt đầu là mọi thứ nó mở rộng và có nghĩa là mình có thể có internet mình có này kia mình coi thì tân nhớ là thời xưa đó tân đi mướn băng thì tân có coi được một cái phim của thái lan thì nội dung phim của thái lan là như vậy có một cái cô gái cô gái này là có một cái điều kiện kinh tế khá tốt ở bangkok tại vì bác của cô này là chủ tịch với là ceo một cái tập đoàn về ẩm thực thì ổng cho cô này cái chức phó giám đốc tại vì chức giám đốc là của anh của cô này cho nên là à, phó giám đốc là cô này thì cái phim thời đó nó không được à, hoành tráng chỉnh chu về kỹ xảo hay là về màu sắc nó chỉ nói về cái câu chuyện phim thôi thì cái cô này lúc đó mình có thể hiểu là cuộc sống của cổ khá là thoải mái À, giống như là không làm gì cũng có ăn. Thì phó giám đốc là một cái một cái chức danh mà cái người bác đó cho. Còn ở nơi làm thì cái ông anh ông làm hết tất cả những cái việc cô này làm. Thì đến một ngày không hiểu nguyên do tại sao cô này cổ lên của từ chức với lại bác của cổ để mà cổ đòi đi về cái vùng mà quê hương của mẹ cổ để cổ khám phá cái câu chuyện tâm linh là tại vì sao mẹ con cổ cũng như ba cổ à gặp những cái chuyện mà ma quỷ có nghĩa là ba cổ thì mất do ma quỷ là mẹ kể lại gia đình kể lại cho cổ biết nhưng mà riêng mẹ cổ và cổ từ nhỏ khi mà cổ sinh ra cổ có nhận thức thì cổ đã nhìn thấy những bóng ma trong nhà mình nhưng không hiểu những bóng ma bóng ma đó là ở đâu ra và không phải một mình cổ nhìn thấy mà mẹ cổ cũng nhìn thấy và hai mẹ con sống trong cái sự gọi là bế tắc. Không một ai giúp mà trừ tà được hết. Cho nên một ngày nọ thì mẹ cổ mới nói với cổ là à, mẹ xin lỗi. Mẹ để con lại một mình. Mẹ đi trước bởi vì cái cuộc sống này nó quá kinh khủng đối với mẹ. Con phải mạnh mẽ lên. À con còn có bác, con còn có gia đình. Mạnh mẽ lên thì mẹ của cô này lâm bệnh và mất bệnh và mất giống như là một cái sự báo hiệu là ma quỷ nó lôi cái hồn nó đi chứ không phải là bả nghĩ quẩn là bả tự bả bả kết liễu mình không phải bả bị bệnh bả mất mà bả báo trước cái mất của bà thì cô này mới được cái người bác đó đem về để nuôi ông anh thì tân nghĩ phải anh ruột tại vì cái phim thời đó nó cũng huệ lắm bạn nó không phải chi tiết mình phải tự mình đoán thì ông anh chắc là con của bác À, nó cũng cho nên là cô này chắc là, là là không anh em gì chỉ là trong dòng họ sau đó thôi thì ông bác nói thôi con đi về lại đó con tìm về cội nguồn đi khi nào mà bình yên thì con hãy quay về đây bác luôn sẵn sàng đón nhận con à kiểu lại vậy đó thì cô này mới cuốn gói đi về cái vùng mà quê của mẹ cô này mình nói dùng quê thôi chứ còn tính ra là, là bang nó là các cái bang các cái tiểu bang À, thì cô này đi về cái bang mà mẹ cổ ngày xưa đã từng công tác và có mối tình với ba cổ thì khi về đây khám phá đi theo những cái dòng ma quỷ mà cổ thấy lúc mà cổ còn nhỏ thì cổ mới phát hiện một chuyện là gia đình của cổ làm một cái chuyện sai với lại cái dùng đó là ngày xưa cái dùng này nó có một cái làng cái làng này là người ta sống trong rừng và người ta thờ cúng tâm linh là những cái cây cổ thụ trong rừng thì cái gia đình bên mẹ cũng như là bên ba của cô này ngày xưa là một cái tập đoàn Chuyên môn đi cưa những cây lâu năm Rồi sau đó là họ đem về các cái chùa linh thiêng Để họ trì chú Họ loại đó khỏi những cái, những cái dông hồn ma quỷ Người Việt Nam mình gọi là mọc tinh đó à, Thì họ loại những cái dông hồn ma quỷ đó ra Và họ làm những cái tượng Phật nho nhỏ Để mà họ đem đi họ bán cho người thái cộng đồng người thái ở khắp nơi thì mình nói sơ bạn hiểu là không phải chỉ có người trung hoa người việt nam thì người ta mới mở rộng cái cơ đồ người ta ra khắp nơi mà người thái người ta cũng mở rộng quốc gia nào có điều kiện người ta cũng muốn mở rộng cái kinh tế người ta ra toàn cầu hết à, chứ không ai mà mà người ta muốn làm trong một quốc gia người ta không cho nên bạn thấy việt nam cũng có Big c à, có mega market đó là của thái lan thì cái gia đình này người ta chuyên môn làm những cái tượng phật mà của người Thái bán cho doanh nhân Thái trên toàn thế giới thì để mà tăng cái lòng tin thì họ ký hợp đồng với những ngôi chùa để mà họ trì chú những cái cây lâu năm họ mang về thì nào giờ cái chuyện này nó rất là thuận lợi nó không có gì mà phức tạp hết cho đến khi cái ngôi làng này nó phát hiện ra một cái cây cái cây đó là một cái cây mà gọi là tượng trưng cho ngôi làng. Cái cây đó là mồ chôn tập thể của rất là nhiều những cái người chiến binh Thái Lan ngày xưa. Luôn cả những người trong làng đó, họ nằm lại để giữ sự bình yên cho làng. Thì từ đó mọc lên cái cây đại thụ thật là bự. Mà nó là một cái giống cây cực kỳ quý. Một cái mắt của nó nho nhỏ thôi mà làm thành cái tượng Phật là chỉ giá thời điểm lúc đó từng coi phim nó từng 7 tuổi thì cái mắt đó nếu như mà làm thành tượng Phật là 2.500 đô la thời điểm đó nó nhỏ chỉ bằng một cái cái, cái lóng tay cái dòng cái lóng tay vậy thôi 2.500 đô la thì một cái cây đại thụ bự như vậy thì bạn nghĩ họ kiếm bao nhiêu tiền à mà chưa kể có những ngôi làng người ta chưa gọi là người ta không có tính tiền đâu người ta cưa luôn người ta cho cưa luôn cưa free luôn nhưng mà riêng ngôi làng này có tâm linh đó là mồ chôn tập thể của rất nhiều người đâm ra họ không cho đem cái cây đi thì chính vì vậy mà cái công ty của ba mẹ cô này của gia đình cô này luôn chứ không phải ba mẹ không thì lúc đó mẹ cô này giống như bả là cái người chủ tịch của cái bang đó vậy bả là người ký giấy dời quy một ngôi làng của người ta đi luôn để mà bả cho chồng bả vô cưa cái cây đó à thì cái ngày mà làm cái chuyện đó thì cũng không ít người trong làng người ta mất mạng à, người ta mất mạng và bắt đầu tội ác nó gây ra từ đó thì những vong hồn trong cây đó người ta không siêu thoát và các vị sư đó mà đã ký hợp đồng với công ty này người ta cũng không dám tới để người ta trì chú tại người ta biết cái cây quá linh thiêng người ta không dám trì chú mà những người này người ta vẫn cố gắng à người ta đưa ra những cái mặt nhỏ 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 ta bán khắp nơi cho người thái thì những người thỉnh cái mặt đó không được sự trì chú đâm ra họ đều chết thảm hết cho nên gia đình đã lụn bại bị kiện cáo lụn bại và họ không kinh doanh được nữa thì ba cô này mất mạng cho trong cái, cái cái khu rừng đó một cách rất là kỳ lạ còn mẹ cô này và cô này cứ nhìn thấy ma hoài thì cổ mới quay về đó để phá lời nguyền à, chính cổ là người phá lời nguyện và cổ tới ngay cái cây đó để cổ nhờ các vị sư xung quanh lại tề tụ lại để tụng niệm và giúp cho cái cây nó siêu thoát và cổ là cái người đứng ra để mà xin lỗi những người trong làng thì cái phim thời đó nó tương đối nó hơi huệ mình dùng từ huệ là tại vì nó không có một cái kết gọi là kinh khủng như đấu pháp trưởng hay gì hết nó chỉ nói về cái lòng tham của con người đối với vật tâm linh mà thôi có những thứ mình mang về mình có thể buôn bán nhưng có những thứ mà khi người trong vùng người trong làng người ta cảnh báo mình mình phải tôn trọng thổ dưỡng đó mình phải tôn trọng sự hy sinh của những chiến binh đó là nơi trú ngụ của họ mình không thể nào mang họ về để mình chế tác thì cái câu chuyện phim lại vậy thì từng thấy hay quá từng thấy hay quá với lại từng thấy cái câu mà đầu phim mình nghe thấy mắc cười là sa nạp sa lượn đồi cái tự nhiên cái honda cái mình, mình mắc cười quá nhiên nói cái gì mà sa nạp sa lượn đồi à, mà còn có honda nhật bản này kia trong đó mà phim thái lan mình nít mà mình thấy vui quá mình ngồi mình viết lại mình viết lại thì sau đó mình mới viết lại luôn cả tên của cha đạo diễn à, Mình nhớ hoài cái tên đó Tại vì sau này tưng Tân mang cái đó đi ra ngoài á, Phim Thái á, Tân có hỏi là cái phải tên đạo diễn này không? Có phải tên đạo diễn này không? Đến cái hồi mình qua tới đĩa mới Tên đạo diễn này phải không? Tên đạo diễn này phải không? Thì Tân không thấy làm phim nào nữa hết trơn á Mình cứ giữ lại Sao nạp xanh quận đồi giống như là cái cái đơn vị tài trợ vậy đó à, tên gì vậy đó thì bắt đầu mình sau này cái thời gian dựng đổi sao dời Mình có dịp mình qua Thái Bắt đầu mình làm việc Mình cũng làm chỗ này chỗ kia rồi bắt đầu mình có một cái bữa thì Mình thấy cái người biên tập Mới nói chuyện với một cái ông già Cái ông già nó ngồi một góc nó Mới nói chuyện thì mới nói cái cái tên Mình nghe cái tên sao quen quá hả ta Sao có tên này nữa Mình nhớ ở đâu rồi mà hai ngày trời ổng ngồi đó bạn ổng ngồi trong cái đoàn đó hai ngày trời mà tôi không nhớ được là cái tên đó ở đâu, tôi không nhớ nổi, thì đến khi mà đến ngày thứ ba bắt đầu một cái người biên tập gọi điện cho ai đó mới nói một câu là sa nạp sa đuổi đồi thì khi mình nghe vậy xong đó mình lại, à, ông này là cái phim mà à, quỷ mượn tiền hay quỷ đội tiền gì ngày xưa mình coi của Thái Lan, <laughs> mượn đường đội tiền gì đó, đâu mình nhớ nhớ mới tới mình hỏi ông, ông mới cười mới đúng. Tôi là người làm phim đó, tôi là người làm phim đó. thì tân mới ngồi tân tâm sự nó là tại sao ông lại có cái suy nghĩ ông làm cái phim mà hồi đó tôi thấy ghê đến như vậy. ông mới cười, ông nói cái phim đó là một cái phim có thật chứ không phải là một cái phim mà 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 bịa ra. mặc dù là có biên kịch lại và ông chính là nạn nhân của ngôi làng đó. ông là nạn nhân của cái ngôi làng đó. Cái làng đó là nơi mà gia đình ổng biết bao nhiêu bà con của ổng, dòng họ ổng sống ở đó. Và nó rất là yên bình và nơi đó là những cái cây cổ thụ càng lớn là càng có nhiều người nằm ở dưới. Vì đó là cái xảy ra một cái trận chiến trong quá khứ trong lịch sử. Rất là nhiều người dân ở cái làng đó cũng như những chiến binh người ta chết tập thể ở đó. Đâm ra những cái cây nó rất là bự, nó linh thiêng vô cùng. Nhưng mà những người dân ở đây người ta không có buộc giải người ta không coi đó là ma mà người ta coi đó là những vị thần những cái người mà giữ cho cái ngôi làng được bình yên thì lúc đó bạn à, nhà ông này là người có điều kiện nhất còn lại trong đó những đứa trẻ đó đa số là nó đi rừng với gia đình tâm ra nó không có điều kiện đi học thì gia đình ổng có điều kiện mới đưa ông về bangkok để học mà học nội chú à học nội chú mà học trong trường mà trường dành cho đạo chúa đó chứ không phải là mình học trong các đạo khác học trong đạo chúa thì ông vô đó ông học ông học đến một cái ngày thì không hiểu lý do tại sao ngày đó là người ta vô người ta dời ông qua một cái trường khác và cái trường đó thì nó là một cái trường cô nhi mà ông không có biết nó là trường cô nhi thì khi đi qua đó đến những ngày lễ hội những ngày tết ông thấy ba mẹ ông đón ổng ba mẹ ông không có tới gia đình ông cũng không tới mà từ đó không ai đón nữa hết ông khóc hoài ông mới khóc ông buồn hoài thì một cái bà ma sơ bà ma sơ bà mới tới bà mới ôm bà nói thôi con đừng có buồn ba mẹ gia đình của con không còn nữa cái ngôi làng của con nó bị người ta đốt cháy rồi thì ổng ổng đau khổ ông buồn ổng không hiểu tại sao mà mà cuộc cuộc đời ổng nó lại như vậy rồi rồi ổng mới theo đạo chúa ổng học trong trường theo đạo chúa khi ông lớn lên bắt đầu ông ra ngoài Ổng làm ông đi học ông tìm hiểu thì ông mới biết rằng là để mà có những cái tượng mà người ta bán đi thì người ta đi cưa những cái cây linh thiêng đó người ta đem lên chùa trì chú thì cái ngôi làng của ổng là nơi có nhiều những cây cổ thụ đó nhất nhưng mà ngôi làng của ổng không cho người ta cưa không cho những cái tập đoàn vậy nó cưa cho nên là xảy ra nhiều cái sự việc thì năm đó ngôi làng ổng bị đốt ngôi làng bị đốt mà nó cháy hết mà đến cái thời điểm đó không biết ai làm ổng đã cố gắng ổng phấn đấu lên những cái địa vị cao trong cái xã hội nhưng mà ổng cũng không có cách nào ổng tìm ra được cái người nào làm chuyện đó thì ổng nghĩ rằng là những cái người có quyền thế của cái bang đó ví dụ những người đứng đầu một cái tiểu bang người ta ký giấy thì những cái công ty đó nó mới lộng hành chứ không thể nào mà tự nhiên lại như vậy và ổng biết được cái ngôi làng cũ của ổng ngày xưa thì có rất nhiều những vị cao tăng những vị sư người ta tới đó Năm nào người ta cũng tới để người ta cầu nguyện Nhưng mà cầu nguyện cái gì thì không ai biết Ông mới đi tìm hiểu các vị sư mới nói rằng là Ngày xưa để bảo vệ những cái cây này Thì những cái người trong làng này người ta nộp đơn lên Người ta yêu cầu không được cưa cây cưa rừng à Tại vì đó là nơi trú ngụ của những anh hùng Của những người mà trước đây họ mất Họ nằm lại ngôi làng đó Nhưng mà rồi là Ngôi làng bị thủ tiêu hết vì thủ tiêu hết chỉ vì lợi nhuận thôi các bạn Thì các vị sư người ta biết Người ta không có trì chú nữa Người ta không có tiếp tay cho những tập đoàn mà tội ác như vậy Phật ở trong tâm Đạo ở trong tâm Chứ không phải ở những cái vật chất đó Chỉ vì lợi nhuận Chỉ vì bán được những cái vật chất đó Mà người ta sẵn sàng thủ tiêu hết Để người ta cưa những thứ thuộc về linh thiêng để gây ra sự ai oán thì đó không còn là vật linh thiêng nữa cho nên là các vị sư người ta tới đó để người ta tụng từ năm này qua năm khác cho những cái dông hồn họ siêu thoát đi và những cái tập đoàn những công ty và đặc biệt cái qua cái sự điều tra người đạo diễn đó thì cái bà mà đứng đầu của cái bang đó đó bà bị những sự kiện tâm linh và bả gia đình của bà cũng mất mạng thông qua các vị sư người ta giúp cho gia đình đó nhưng giúp không được vì cái nghiệp nặng quá À, cả gia đình cũng đều mất mạng cách kỳ lạ thì ổng mới nghĩ ra cái câu chuyện của chính ổng nhưng mà ổng nhìn lại từ góc nhìn của người đi hại người khác chứ không phải là góc nhìn của ổng là góc nhìn người bị hại để ổng tạo ra cái bộ phim đó và ổng làm ổng chiếu và bộ bộ phim đó nó không thành công à, nó không có thành công nó không giống như tụi mình đang suy nghĩ là là cuộc đời nó cái khi mà mình đứng về chính nghĩa ta sẽ coi bộ phim nó không thành công và nó bị cấm bởi vì nó ảnh hưởng với những người mà ta làm lớn ở tại một cái bang, một cái dùng. Cho nên nó cấm. Và nó lưu lạc một dòng qua tới Việt Nam. Đến tay Tân Mập. Tân Mập coi thấy hay quá. Nhưng mà thời điểm nó Tân Mập nhỏ quá. Tân Mập cũng chưa hiểu được hết. Dần dần qua thời gian lớn 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 lớn. Mình bắt đầu mình gia chạm. Bắt đầu mình có những cái nước mắt trong cái xã hội. Bắt đầu mình biết cuộc đời nó không có công bằng. <laughs> mình biết là à, cuộc đời nó không phải là phim, cuộc đời nó không phải là một cuốn sách, một câu chuyện cổ tích, cuộc sống này nó phải thực tế và thực tế thì nó rất là tàn nhẫn. À bắt đầu mình nhìn thấy những cái điều đó mình hiểu 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 mình mới nghiệm lại những thứ mình đã học, những thứ mình đã coi, cái nào mà nó mơ mộng quá, nó hảo huyền quá mình bỏ qua một bên, cái nào nó thực tế, cái nào nó giúp mình phát triển mình giữ lại, và rồi mình gặp cái người đạo diễn nó. Thì đúng như những gì mình biết, những gì mình nghĩ Ông không có đấu tranh được à cho cái sự công bằng của cha mẹ hay là ngôi làng đó Nhưng ít ra ông cũng giữ một cái cái, cái lòng tin, cái nhiệt huyết với tâm linh, với đạo Mặc dù đó ông đã theo đạo chúa Nhưng mà ông rất trân trọng những vị sư Những người mà hàng năm họ dòng lại đó để mà họ cầu siêu cho gia đình Trong đó có gia đình của ông Ông rất là cảm kích, ông nói là đạo ở trong tâm nhưng mà những người người ta lợi dụng vào điều đó để kinh doanh thì người ta sẽ trả giá theo cách của người ta nhưng mà mình hiểu rằng là cuộc sống và phim ảnh là hai điều nó khác nhau tân rất là muốn nghe ổng nói rằng là cái cuộc đấu tranh của ổng thành công rồi gia đình ổng được siêu thoát rồi tất cả mọi thứ được khôi phục nhưng bạn biết á tất cả nó không phải như mình đang nghĩ thì mình mới cảm thấy là cuộc sống mình nó có những cái nhân duyên đối với tâm linh không phải bạn dễ gì bạn gặp một cái cuộc gặp nó như vậy đâu bạn một cuộc gặp rất là kỳ cục những cái thứ mà bạn lưu tâm khi bạn còn nhỏ lớn lên bạn gặp được cái người tạo ra nó là một chuyện rất là hy hữu và cuộc đời của tân á nó gặp hàng trăm chuyện hy hữu như vậy <laughs> rất là nhiều những chuyện hy hữu đến với mình và đến với mình một cách mình không thể lý giải cho nên mình bắt đầu mình tìm hiểu sâu hơn nữa về tâm linh và có những câu chuyện kể các bạn. Hôm nay là một câu chuyện mình chia sẻ các bạn đơn giản thôi. Để mình hiểu thêm nhiều thứ về tâm linh nó rất kỳ lạ. Giống như là mình suy nghĩ về nó thì tự nhiên những người ở khắp nơi liên quan đến nó đến với mình. Để mình có những câu chuyện cho các bạn như vậy đó. Nhân duyên rất kỳ lạ đúng không? À, thì các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh youtube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.